Những ai hay nấu ăn tại nhà thì dĩ nhiên không thể quên dự trữ hành lá trong tủ lạnh. Thiếu sự có mặt của loại nguyên liệu này thì món ăn cũng bớt ngon một phần. Đó là lý do mà trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài đăng hướng dẫn cách trồng cũng như bảo quản hành trong mùa dịch. Điển hình như mới đây, một cô gái đăng clip lên TikTok hướng dẫn cách bảo quản hành lá đã sắc nhuyễn được tươi ngon lâu hơn. Theo đó, chỉ cần cắt nhỏ hành rồi cho vào một cái chén, sau đó đổ thêm xíu nước và cất vào ngăn đá tủ lạnh là xong. Với cách này, mỗi khi cần sử dụng thì cô sẽ dùng đồ đập vỡ từng mảnh hành lá đông đá, sau đó cho lên bếp là loại gia vị này sẽ tự động rã đông. Tưởng được hưởng ứng, đoạn video lập tức gây ra tranh cãi vì dân mạng cho rằng bảo quản hành lá kiểu này quá công kềnh và mất thời gian. Bên cạnh đó, một số bình luận khác lại cho rằng mỗi người sẽ có cách bảo quản thực phẩm khác nhau. Nếu thấy chưa hợp lý thì có thể góp ý nhẹ nhàng thay vì nặng lời đến vậy. Còn bạn, bạn thường bảo quản hành lá theo cách nào? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!